Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, một chung cư mini ở ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, có diện tích khoảng trên 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống, xảy ra cháy. Thống kê sơ bộ, đến 5 giờ sáng nay ngày 13 tháng 9, đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Theo thông tin từ Công an Hà Nội, đến 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng xác định có hàng chục người thương vong. Hiện đại diện lãnh đạo Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.